Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình Để tiếp nối video trước thì trong video này mình sẽ trình bày về các thuốc ngừng hãm hệ phó giao cảm Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Các thuốc ngừng hãm hệ phó giao cảm được chia làm hai loại Loại thứ nhất là các thuốc làm ngừng hãm hệ muscarinic hay còn gọi là hệ M và thứ hai là các nhóm thuốc làm ngừng hãm hệ nicotinic hay hệ N. Đầu tiên là các thuốc ngừng hãm hệ M. Các thuốc trong nhóm này thì chính là các thuốc đối kháng tranh chấp với acetylcholine ở receptor của hệ muscarinic. Nổi bật trong nhóm này đó chính là atropine. Là thuốc độc bảng A, nó có các tác dụng thường thấy như trên mắt làm giãn đồng tử và mất khả năng điều tiết nên chỉ nhìn được xa. Do làm cơ mi giãn ra nên các ống thông dịch nhãn cầu bị ép lại, làm tăng nhãn áp, vì vậy không dùng atropine cho người bị tăng nhãn áp. Làm ngừng tiết nước bọt, giảm mồ hôi, dịch vị, dịch ruột. Làm giãn đường thở nhất là khi nó đã bị co thắt vì cường phó giao cảm, ít có tác dụng trên đường thở bình thường, vì thế mà atropine được dùng để cắt cơn hen làm giảm nhu động ruột và co thắt trên tim ở liều thấp do kích thích trung tâm dây 10 ở hành não nên làm tim đập chậm ở liều cao hơn nó ức chế receptor muscarinic của tim lại làm tim đập nhanh tiếp theo trong nhóm này đó là scopolamine là thuốc độc bằng a có tác dụng gần giống với atropine nhưng thời gian tác dụng lại ngắn hơn trên thần kinh trung ương, atropin kích thích còn scopolamine thì ức chế cho nên nó được dùng chữa bệnh Parkinson. Các cơn co giật của bệnh nhiệt dung phối hợp với thuốc kháng histamine để chống nôn khi say tàu, say sóng. Thứ ba trong nhóm này đó là ipratropium và tiotropium. Hai thuốc này là dẫn xuất amin bậc 4 của atropin không hấp thu được qua đường uống và không vào được thần kinh trung ương thường được dùng dưới dạng khí dung để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và để cắt cơn hen. Ngoài ra, nó còn có mặt trong một số chế phẩm xịt mũi dùng để điều trị chảy nước mũi. Tiếp theo trong nhóm này đó là các thuốc dùng để điều trị bàng quang tăng hoạt. Đó chính là solifenacin, oxybutinin, toterodin, darifenacin, chospium và cuối cùng là vesoterodin. Các thuốc này thì có tính chọn lọc trên tụ thể M3, đó là tụ thể chính liên quan tới chức năng của bàng quang. Chúng ta cùng tìm hiểu về các thuốc làm ngừng hãm hệ N. Các thuốc trong nhóm này lại được chia ra làm hai loại, đó là các thuốc làm ngừng hãm ở hạch thực vật hay còn gọi là liệt hạch ảnh hưởng đến hoạt động của cơ trơn. Loại thứ hai là làm ngừng hãm trên bàn vận động của cơ vân. Đầu tiên là các thuốc liệt hạch. Các thuốc này làm ngừng xung tác thần kinh từ sợi tiền hạch tới sợi hậu hạch. Cơ chế chung là tranh chấp với acetylcholine tại receptor ở màng sau synapse của hạch. Thuốc đầu tiên trong nhóm này đó chính là nicotine là thành phần chính trong thuốc lá. Ở liều thấp nó là thuốc kích thích hệ nicotinic Nhưng với liều cao thì nicotin lại là thuốc liệt hạch Do gây biến cực và sau đó tranh chấp với acetylcholine Vì thế mà mình xếp nicotin trong nhóm này Ở liều cao thì nicotin sẽ làm bạn bị co giật, suy hô hấp Gây hạ huyết áp kéo dài và có thể gây buồn nôn Nicotin là chất gây nghiện nhưng khi cai thuốc thì không gây biến chứng như cai thuốc phiện Hút thuốc lá có hại đến tim mạch, niêm mạc đường hô hấp vì khói thuốc có chứa CO, có các bazơ nitơ, các axit bay hơi, các phenol là những chất kích thích mạnh niêm mạc. Ngoài ra nó còn có hắc ín là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi. Thứ hai trong nhóm này đó chính là mecamilamin. Thuốc mang N hóa trị 2 cho nên dễ hấp thu qua đường tiêu hóa, có thể uống được, tác dụng kéo dài từ 4 đến 12 giờ, dùng lâu tác dụng sẽ giảm dần. Thuốc được dùng để điều trị tăng huyết áp từ trung bình đến nặng nghiêm trọng và trong các trường hợp không biến chứng của tăng huyết áp ác tính. Tác dụng hạ huyết áp của mecamilamin là do việc giảm trương lực giao cảm, giãn mạch và giảm cung lượng tim và chủ yếu là tư thế. Liều cao có thể kích thích thần kinh trung ương và phong tỏa bạn vận động cơ vân. Loại thứ hai trong nhóm này đó là thuốc làm ngừng ám hệ nicotinic trên bàn vận cơ vân. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế dẫn truyền xung động ở tấm vận động. Trước tiên khi có điện thế hoạt động dẫn đến mở kênh canxi, dòng canxi đi vào bào tương làm giải phóng acetylcholin ra khe synap. Acetylcholin gắn với receptor nicotinic ở tấm vận động làm biến đổi cấu trúc không gian kênh protein, gây mở kênh cho ion natri đi qua gây khử cực màng tấm vận động. Khi lượng acetylcholine được giải phóng từ 200 đến 300 bọc nhỏ đủ đạt tới ngưỡng làm xuất hiện điện thế hoạt động. Điện thế này lan tới các vùng lân cận dọc theo hệ thống ống T thông với môi trường bên ngoài tế bào vào sâu trong tế bào cơ. Tại đó ion canxi được giải phóng từ bể chứa hệ thống lưới nội bào vào trong tế bào và gây ra một loạt phản ứng dẫn đến co cơ. Dựa vào cơ chế tác động trong nhóm này chúng ta lại chia làm hai loại Đó là thuốc ức chế thần kinh cơ loại khử cực và không khử cực Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về loại không khử cực Các thuốc này chính là các chất đối kháng cạnh tranh có phục hồi với acetylcholine tại receptor nicotinic làm cho kênh ion không mở, natri không qua được kênh, không gây khử cực màng tấm vận động nên ức chế co cơ, làm giãn cơ và được sử dụng chủ yếu trong trường hợp đặt ống nội khí quản, thở máy, làm thư giãn cơ trong phẫu thuật và có tác dụng hiệp đồng với thuốc mê, thuốc ngủ loại barbiturat, thuốc an thần loại benzodiazepine. Các thuốc trong nhóm này thì không hấp thu qua đường uống nên chủ yếu được dùng đường tiêm tĩnh mạch. Khi được tác dụng bởi các thuốc này, các cơ sẽ không bị liệt cùng một lúc mà lần lượt là các cơ mi, cơ mặt, cơ cổ, cơ chi trên, chi dưới, cơ bụng, các cơ lên sườn và cuối cùng là cơ hoành làm cho bệnh nhân ngừng hô hấp. Các thuốc trong nhóm này thì có tác dụng nhanh, thường sau vài phút nhưng tác dụng lại không kéo dài. Cụ thể, detubocurarin là alkaloid từ một số loại cây mà thổ dân Nam Mỹ đã dùng để tầm độc tên bắn, tác dụng kéo dài vài giờ, không dùng trong lâm sàng. Tiếp theo là pancuronium, khởi phát sau 4 đến 5 phút và kéo dài 120 phút, ưu điểm là ít tác dụng trên tuần hoàn và không giải phóng histamine. Thứ ba là Pipercuronium, khởi phát tác dụng sau 2 đến 4 phút và kéo dài từ 80 đến 100 phút. Thứ tư là vecuronium, khởi phát dưới 3 phút và thời gian tác dụng kéo dài từ 25 đến 30 phút. Cuối cùng trong nhóm này đó chính là rocuronium, khởi phát từ 45 đến 90 giây và thời gian tác dụng từ 15 tới 150 phút, lệ thuộc vào liều. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuốc khử cực Cơ chế tác dụng của thuốc này thì tương tự như tác dụng của chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine. Thuốc sẽ liên kết và hoạt hóa receptor nicotinic trên tế bào cơ. Ức chế acetylcholine esterase gây khử cực màng tế bào kéo dài. Một khi tế bào còn khử cực thì nó không có khả năng đáp ứng với kích thích tiếp theo của acetylcholine trước khi làm liệt cơ, gây giật cơ trong vài giây. Thuốc duy nhất được sử dụng trong nhóm này đó chính là saxinicolin. Giống như acetylcholin, thuốc này sẽ liên kết với receptor nicotinic gây khử cực. Đồng thời, nó còn ức chế acetylcholin gây khử cực kéo dài làm bất hoạt các kênh natri và cuối cùng là không có khả năng co lại các tế bào cơ xương. Saxinicolin thì làm tăng kali máu, gây loạn nhịp tim. Nó thường được chỉ định làm mềm cơ trong phẫu thuật trong trình hình đặt ống nội khí quản. Trong tai mũi họng thì dùng để soi thực quản gấp dị vật. Và cuối cùng là chống co giật cơ trong choáng điện, uốn ván. Và đến đây thì video của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn.